Ali và Tôn Tất Hùng của Đài Truyền hình VBS Canada, chương trình Phong cách và đời sống. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình The Etiquette Show. Yeah. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin bàn đến cái chủ đề là Event Planning, tức là tổ chức cái hội nghị hay là lễ hội. Thì thường chúng ta thế nào ít nhất cũng mỗi ngày ha, mình cũng có thể là đi dự, hay ít nhất một lần mình cũng có đi dự những cái hội nghị, những cái lễ hội, hay là đi những cái lễ hội lớn. Thì mình từng bước ha. Bây giờ trước hết thì mình bàn tới cái hội nghị, phải không? Vâng, thì khi mà chúng ta nói ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói hai phần. Thế là tổ chức về một cái hội thảo hay là một cái hội nghị, và sau đó cái phần thứ hai là về lễ hội, thưa quý vị. Thì hội thảo thì mình phải cần chú ý làm những việc gì? Thưa quý vị, thì nếu mà đối chiếu qua bên tiếng Anh thì hội thảo, hội nghị có thể tạm xem là workshop hoặc là những cái seminar, những cái conference, hoặc là ra mắt sách, ra mắt CD, những cái tổ chức vừa mới thành lập thì ra mắt một cái hội thân hữu gì đó. Thì như vậy là tức là cũng một nhóm một người, cái hội nghị. Thì có thể là vài ba người hay là cũng có thể lên tới từ vài chục người, từ 10 người cho tới khoảng 100 người. Như vậy là cũng khá lớn hả? Hoặc có thể là hơn 100 người cũng được. Thì Hùng nói thì như vậy là khi mình tổ chức như vậy là mình tổ chức ở nhà hay ở văn phòng, hay là mình phải mướn một cái nơi nào, một cái ho hay như thế nào? Theo ý Hùng á, đầu tiên là mình phải xác định cái tầm vóc. Và mình muốn khoảng cái target của mình á, cái mục đích của mình đó hả? Những người tham dự là mình muốn khoảng bao nhiêu người và bao nhiêu tiền mình cần xài. Mình phải xét ra một cái, mình phải nhìn ra cái mục đích của mình và cái vị trí của mình như thế nào. Và mình phải dựa vào cái tầm vóc và cái khoản tiền mình cần bao nhiêu, mình cần spend bao nhiêu, cần xài bao nhiêu, và mình muốn bao nhiêu người tham dự, thì mình sẽ đi tìm cái địa điểm. Địa điểm có thể là khách sạn, hội trường và thư viện, tùy theo túi tiền. Thì Ali biết có nhiều, chẳng hạn như cái network hả, những cái bán hàng mà network đó quý vị, thì thường thường các phụ nữ tổ chức chừng 5 hay 10 người thì họ tổ chức, họ bán hàng từ các công ty, ví dụ bán áo quần, bán son phấn mỹ phẩm, bán thuốc. Thì nhiều khi họ giới thiệu network thì họ tổ chức ở nhà. Nhưng mà rồi á, ở nhà đôi khi thấy bất tiện thì họ mướn những cái, chẳng hạn như những cái phòng ở nhà thờ hay là những nơi thư viện. Rồi họ mời người ta tới. Còn nhưng mà có một cái này nữa thì được biết đó Hùng, là chẳng hạn như những người mà họ làm về những cái việc nhưng mà họ phải di chuyển, mà văn phòng của họ, họ thì di động đó, thì thật ra ở đây mình có thể mướn những cái văn phòng mà thật là rất là professional, tức là rất là chuyên môn, nhưng mà mình không phải lúc nào cũng ở đó, nó có một cái người receptionist để mà họ nghe điện thoại và họ tiếp khách. Rồi mình chỉ cần trả một cái số tiền, không phải mình mướn cái văn phòng đó hoài. Khi nào mình cần mình mới chạy lên mình tiếp khách ở cái văn phòng đó thôi. Thành ra cái tiền nó cũng cũng không đến nỗi đắt. Mà cùng mình thấy có số điện thoại nữa. Các công ty bảo hiểm đó, các những người bán bảo hiểm là họ hay dùng cái hình thức đó. Thành ra khi mình tới thì mình thấy cái công ty đó cũng rất là đầy đủ ha, rất là professional, thì nó cũng ở ngay trung gây tâm ấn thành tượng. Phố. Gây ấn tượng. Và như hồi nãy chị Ái Ly và Hùng có thưa với quý vị là những cái địa điểm nó tùy theo túi tiền của chúng ta như thế nào đó, thưa quý vị. Có những cái địa điểm mà mấy ngàn một đêm. Và họ tính giờ. Và nếu mà cái số tiền cao như vậy thì họ có nhân viên để lo dọn dẹp, đãi nước, đãi snack, cái thức ăn tức nhẹ. Tức là mình đãi thức ăn nhẹ chút xíu hả? Nó bao gồm trong cái tiền mà mình trả mình luôn. Trả. Có nhiều khi họ có cả dàn âm thanh và có cả sân khấu nữa. Rất là thuận tiện cho những cái buổi ra mắt sách. Còn nếu mà dàn âm thanh mình chê, tại vì mình tổ chức một cái buổi nhạc thính phòng, một buổi ra mắt hay là một cái buổi văn nghệ bỏ túi gì đó mà mình nói âm thanh như vậy không đủ cho về một show nhạc, thì mình có thể đem thêm. Nhưng mà những cái chương trình mà có thể chỉ là nói thôi, ra mắt sách thì rất là thuận tiện cho mình không cần phải những cái âm thanh mà
để cho những người gọi là âm nhạc ha, âm thanh để nói nghe được rồi. Dạ, và cũng có những nơi rất rẻ và miễn phí thôi quý vị. Nếu mà quý vị tổ chức cái event đó, cái buổi lễ đó cho một cái cơ quan bất vụ lợi, một hội đoàn, ví dụ như ở City Hall, ở thư viện, người ta cho miễn phí nếu mà chúng ta là một tổ chức bất vụ lợi. Mà cho dù nếu mà người dân mà muốn tổ chức ở đó làm một cái lễ gì đó, hoặc là một cái nhóm thân hữu mà không có cái quy chế từ thiện hay là quy chế bất vụ lợi đó thưa quý vị, thì mình cũng có thể xin trả tiền. Và Hùng biết là ở City Hall, ở các thư viện, cái số tiền mướn rất là rẻ, không, nói chung là tượng trưng thôi, tại vì đó là những cái dịch vụ công cộng rồi. À, thì trong những cái buổi hội thảo như vậy đó, thì thường thường đôi lúc mình cũng có như mời khách ha, bắt đầu cái bữa hội thảo, hay là giữa lúc mà hội thảo mà người ta ngừng để giải lao á, thì mình cũng phải có một chút xíu nước hay là những cái thức ăn nhẹ, phải không? Thì theo Hùng á, cho ý kiến như thế nào mình phải nên serve những cái món gì, mời món gì? Xin lỗi chị với quý vị, thì cái câu này cho phép Hùng để dành sau phần quảng cáo, tại vì Hùng muốn show ra cho quý vị và chị Ái Ly thấy là cái như thế nào mà mình mời nước khách nó formal, nó trịnh trọng hơn. Thì mình để dành để sau cái phần quảng cáo đi. Đồng ý. Như vậy thì hồi nãy mình nói cái vấn đề là hội thảo rồi ha. Thì bây giờ mình nói một cách lớn hơn là những cái lễ hội, chẳng hạn những ngày Trung thu sắp đến nè, hay là những ngày như Giáng sinh, ngày Tết, phải không? Thì nó phải là lễ hội lớn để mà cho cộng đồng ha, mà họ mọi người ha tới để mà cùng chung vui, thì mình phải tổ chức như thế nào? Phải kiếm những cái nơi như thế nào? Theo ý của Hùng là chúng ta phải tìm cái địa điểm thích hợp cho tất cả mọi người, tức là tiện subway, tiện parking, và có nằm trong cái đối tượng mà được chính phủ tài trợ hay không. Tức là phải tiện mấy cái đường giao thông hả? Xe bus hay là xe subway hả? Để cho mấy bác hay là những người mà không có xe. Với lại nó cũng phải có cái parking hả? Cái phải chỗ có parking xe. Nếu mà có những ai mà có xe đi thì người ta có parking, mà nếu mà parking trả tiền thì nhiều khi người ta cũng nghĩ vấn đề tốn kém trước khi mà họ đi. Còn nếu mà họ biết là free parking thì họ đi dễ dàng hơn, tại vì quý vị biết ở những thành phố lớn, ở khu vực downtown, trung tâm thành phố, đôi khi parking một lần như vậy là $20 như chơi. Mà đậu bậy đó thì lại bị phạt. Phạt lại mắc hơn nữa, $40, $60. Thật ra như vậy cái nhà tổ chức mà lễ hội á, thì chắc họ phải nghĩ về vấn đề đó. Phải tìm, sau đó là mình phải đi xin giấy phép. Phải xin giấy phép. Và mình mời các thiện nguyện viên và những người có khả năng nắm giữ các vai trò chính cho cái event, cái buổi lễ đó để mà phụ với mình. Nghĩa là ai đi thấy cái hồi mà mới sang đây á, thì những cái lễ hội cho những người trong cộng đồng á, nó còn ở cái tầm mức nhỏ thôi. Làm trong trường trung học. Rồi sau đó càng ngày thì càng lớn, lên tất cả 5-10 ngàn, 20 ngàn người, phải không? Hiện giờ là thường là, ví dụ như sắp tới là chúng ta sẽ chào đón cái Tết Nguyên Đán, và hội chợ Tết của cộng đồng ở đây đó, ở thành phố Toronto, thì quý vị là chúng tôi phải tìm cái địa điểm là 10.000 người, ít nhất 10.000 người. Và 10.000 người là có những người đi ra rồi cảnh sát họ mới cho tiếp tục người đi vô. Tức là cái hall đó khi nào cũng phải hall 10.000 người. Nó coi như là in and out, in and out như vậy. Mà khi mà những cái hội trường, những cái chỗ mà tổ chức lễ hội như vậy á, là ta phải có đầy đủ những cái gọi là cấp cứu, phải không? Để hay là những nhà vệ sinh. Thành ra mà như ở Toronto này nè, thì có mấy nơi mà Hùng thấy là có thể tổ chức lễ hội được? Thì như hồi nãy Hùng thưa là tùy theo cái lễ hội lớn và nhỏ như thế nào. Mà Hùng nghĩ là ở Toronto, ví dụ như Tết Trung Thu, thì hoặc là Summer Festival của Thời Báo, hoặc là những cái ngày Asian Heritage của Hội Người Việt tổ chức đó, thì nó không nằm trong cái mùa đông. Thành ra rất là đỡ, tại vì những cái tổ chức hội đoàn đó họ đều là những cái tổ chức bất vụ lợi và sẽ được cái sự hỗ trợ của chính phủ, đôi khi có thể là mượn xin phép City Hall để mà tổ chức một cái event ban ngày, và đó là một trong những cái sinh hoạt mang cái tính
tính cách mà đa văn hóa của thành phố, thành ra họ đồng ý, họ cho phép ngay và không phải trả tiền, mình chỉ trả tiền cho nhân viên kỹ thuật thôi. Nhưng mà đến cái Tết Nguyên Đán của mình thì mình đâu có thể tổ chức ở ngoài trời, mình không có thể nào xin cái sự trợ giúp của chính phủ được, mà những cái ho như vậy đó thì rất là mắc tiền, mình phải mướn qua tư nhân. Rất là mắc tiền. Thành ra cộng đồng người Việt, cộng đồng châu Á mình ở xứ lạnh rất là thiệt thòi thưa quý vị. Chứ còn bên Mỹ, bên miền Nam California đó thì là xin chính phủ chặn mấy block đường á, tổ chức thì rất là đỡ. Thành ra ban tổ chức ở bên Cali khi nào cũng lời để rồi dùng cái tiền lời đó đắp vào các dịch vụ xã hội, các hội đoàn sinh hoạt. Nhưng mà ở Toronto như Hùng biết là có tham gia với các anh chị trong ban tổ chức hội chợ Tết hàng năm đó thưa quý vị, thì nếu mà huề vốn là rất là mừng rồi đó. Nhưng mà anh em nghĩa là cộng đồng người Việt ở đây nói về cái năm nào cũng tổ chức, dù mà có lỗ đi nữa thì cũng tổ chức quý vị ơi. Mà nói về chứ rồi mọi người cũng ủng hộ phải không? Thì trong những cái lễ hội á, thì mình nó phải là xin giấy phép hả? Rồi mời những thiện nguyện viên phải không? Mình phải có cái văn nghệ, cái văn nghệ và ẩm thực rất là quan trọng nha quý vị. Ẩm thực, những cái lễ hội thường vui chơi là phải có ăn uống nha. Thành ra chúng ta phải chú ý ẩm thực, nhất là những cái lễ hội mà cộng đồng Việt Nam mình tham dự đó, khán giả, những cái gọi là cái gì, những người tham dự viên là người Việt, thành ra mình phải chú ý phải có ẩm thực ba miền, thức rồi, ăn ba miền, rồi văn nghệ cho mọi giới, những trò chơi, ví dụ như trẻ em nhiều khi nó đâu có thể tham gia những cái trò chơi cờ người hay là thả thơ như người lớn được, thành ra phải có những cái trò chơi mà của miền Bắc Mỹ này dành cho trẻ em, ví dụ như vẽ mặt hoặc là cầu tuột, những cái trò chơi của nói chung kết hợp với những cái giới trẻ mà nó lớn lên ở đây. Thưa quý vị, chương trình Phong Cách và Đời Sống của chúng tôi tạm ngừng trong giây lát, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Đồng. Sống vui sẽ mang lại niềm hưng phấn và sự trẻ trung, nâng cao tuổi thọ với đầy đủ dưỡng chất cho một sức khỏe ổn định. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui sẽ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của bạn qua các loại sản phẩm thuốc bổ khoa học được nghiên cứu và bào chế tại Mỹ, với những tinh chất được chiết xuất hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao của các loại thảo mộc và trái cây có chứa nhiều hàm lượng vitamin và các khoáng chất cần thiết, sẽ bổ sung vi chất dinh dưỡng vào từng tế bào trong cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, thuốc bổ còn giúp tẩy sạch độc tố lâu ngày trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, làm chậm lão hóa, duy trì nét thanh xuân, thanh lọc bộ máy tuần hoàn, giúp ăn ngon và ngủ tròn giấc, ổn định nhiều chứng bệnh kinh niên. Vì thế, thuốc bổ khoa học sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui. Tuần báo Vietnam Toronto, tin tức cập nhật, tích cực phục vụ cộng đồng, quảng cáo hiệu quả, nhanh chóng. Xin gọi ngay 416-915-7522, 416-915-7522. Nãy mình có nói là thường thường mà trong những cái buổi hội thảo như vậy á, thì mình cũng cái người tổ chức hay mời quan khách dùng một cái bữa thức ăn nhẹ lúc đầu hay là giữa những cái bữa hội thảo, thì mình phải nên là mời họ dùng như thế nào, serve họ như thế nào? Thưa quý vị, thưa chị, thì thường thông thường mà Hùng biết đó, theo những gì Hùng tìm hiểu và trong một cái tổ chức một cái workshop, những cái conference, thì chúng ta nên sử dụng, nếu mà trang trọng đó, thưa quý vị, thì serve nước cho khách đó, là phải là cái bình như thế này, có thể là bình bằng thủy tinh hoặc là bằng nhựa trong, và đựng nước trong này, và nếu mà muốn đẹp thêm chút xíu thì mình có cắt một muối chanh đó chị, mình bỏ vô và phải rót nước ra ly cho khách. Còn cái hình thức mà mời khách mà bằng chai nước suối như thế này á,
thì nó có vẻ casual quá. Yeah. Thành ra Hùng đề nghị là nếu mà chúng ta mời khách mà một cách trịnh trọng là mình phải mời bằng ly và nước phải được rót ra từ bình, chứ không có mời bằng cái này. Mặc dù nhiều khi mình thấy nước trong chai nước suối như thế này nó vệ sinh và rất là tiện, nhưng mà khi mà quý vị xem trong một cái buổi mà hội thảo hoặc là một tiếp khách của nhà nước Việt Nam, mà khi tiếp các quan khách ngoại quốc mà mời người ta bằng cái chai này, Hùng thấy khó chịu lắm. Yeah. Ấy thì con đi những cái seminar đó ở những cái khách sạn đó quý vị, mà chỉ chừng 20-30 người á, thì họ cũng dọn ra một cách thì cũng rất là lịch sự, nhưng mà cũng không có gì gọi là cầu kỳ đâu. Tức là cái bình nước như vậy, rồi họ để nước đá và để những cái ly, và thêm vào đó là một bình cà phê hả? Cà phê thì để trong góc. Hay là những cái bánh trái thôi, nhưng mà họ làm một cách mình thấy rất là lịch sự. Đúng như Hùng nói, không có xài cái này. Thành ra xin phép quý vị, xin phép chị Hùng để... Trong những cái bữa lễ hội mà lớn á, thì Hùng nói là phải có văn nghệ, rồi có những thức ăn ba miền. Mà Hùng á, đã là một trong những cái người mà đã giúp cho hội đoàn á, hội người Việt ở đây tổ chức á, hàng hội năm. Hội chợ Tết hàng năm, thưa quý vị. Thành ra chắc Hùng cũng là kinh nghiệm đầy mình, phải không? Thưa quý vị, thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ phải mời đại diện của hội người Việt và ban tổ chức hội chợ Tết cộng đồng lên để mà trình bày. Thành ra Hùng cũng không có dám mà dẫm chân lên các anh đó, nhưng mà Hùng chỉ xin nói sơ là một cái buổi lễ hội lớn, hình thức lớn, thì chúng ta cần và phải có văn nghệ với các ca sĩ nổi danh thì mình mới đông người đến tham dự được, để thu hút được. Và ẩm thực ba miền như quý vị đã nghe Hùng thưa hồi nãy, và cái sinh hoạt văn hóa đặc thù thì nó mới ra một cái hội chợ Tết được. Ví dụ như sinh hoạt văn hóa đặc thù, chị nghĩ là cái gì? Mình có thể là xem bói ha, xin sâm. Xem bói, xin sâm, rồi xong rồi thả thơ như nãy Hùng nói, phải không? Quán lá, những cái quán nước mà hình thức là lợp mái tranh đó, thưa quý vị. Và hay những cái trò chơi cho các em. Hay là những cái hình ảnh gì mà khi mà cái người của mình nó đi tới đó thì gây cho họ nhớ lại cái kỷ niệm mà hồi họ còn ở quê nhà đó. Chẳng hạn như quần áo mặc hả? Áo dài, phải không? Khi mà Hùng qua bên Cali tham dự cái hội chợ Tết bên đó thì Hùng thấy rất là thích, là tại vì ai mà mặc quốc phục sẽ được mua vé discount nửa giá hoặc là miễn phí. Bên Cali thì may mắn hơn mình. Bên này nhiều khi quý vị ơi, mấy bà mấy cô cũng muốn diệt áo dài cho đẹp, mà thiệt trời á, hễ mỗi năm mà Tết thì là trời lại tuyết nhiều, thành thử ra mình thấy nhiều cô mặc áo dài phải nói là đẹp tha thước. Mà mình cũng phải là cảm ơn mấy cô, vì mấy cô cũng phải chịu lạnh đó. Tại vì đi từ cái parking lot mà đi vào trong hội trường nhiều khi mấy trăm thước, thưa quý vị. Mà mặc áo dài mong manh như vậy trong cái mùa đông mà tuyết phủ thì rất là can đảm. Mà thôi mấy anh chàng mà có chiêm ngưỡng thì chắc mấy cô cũng hả dạ. Nhiều khi trong một cái lễ hội như vậy chúng ta phải có rất là nhiều những cái hình thức khác nhau, thưa quý vị. Ví dụ như là triển lãm, và vấn đề an toàn nữa đó. An toàn để mình trấn an các quan khách và mình cho người ta biết là mình sẽ mướn bao nhiêu security, mướn bao nhiêu cảnh sát để bảo vệ. Và đây là một cái dịp để mà đồng hương người ta gặp nhau. Những người mà nhiều khi mười mấy năm không gặp nhưng mà tình cờ lại gặp nhau trở lại. Ở những cái ngày Tết, ngày lễ hội lớn, là tại vì khắp nơi, không phải nhiều nơi ở xa, chứ không phải ngay cả Toronto. Mà anh biết là những nơi nhiều khi ta lái xe 3-4 tiếng đồng hồ, người ta cũng cố gắng để tới tham dự cái ngày lễ hội mừng nguyên đán, mừng Chị biết là có một lần mà khi mà Hùng cùng với cả mọi người ở đây để tổ chức đó, thì một cặp vợ chồng Hùng nghĩ là ở xa tới, thì cô vợ nắm tay anh chồng và nói: anh ơi, người Việt đi đâu cũng thấy người Việt, nghe toàn tiếng Việt từ sáng tới giờ, thích quá. Thì tự nhiên lúc đó mà mùa đông mà mình làm việc rất là cực khổ trong vòng 4 tháng trời, mà mình nghe người tham dự mà nói một cái câu như vậy đó, thì mình rất là xúc động, là mình cảm thấy là cái sức lực mà mình bỏ ra nó đúng chỗ.
mà ai đi nghe không nói á, nhiều khi mình chỉ tổ chức những cái bữa mà hội thảo hay những cái bữa tiệc mà nhỏ nhỏ mình thấy cũng là mệt đừ mà rồi. Nghĩa là mình cứ nghĩ là mình sẽ tổ chức hoàn hảo, nhưng mà thiệt mà nói, lần nào mình tổ chức thì nó cũng vẫn có những cái khuyết điểm. Mà bây giờ mà phải tổ chức một cái bữa lễ hội mà đa văn hóa, rồi lại nghĩa là phải tiếp nhiều, nào là quan khách, những cái quý vị mà từ các địa phương các tới dân biểu, các, dạ. Rồi lại có người lớn, người già, lại trẻ con nữa. Mà trẻ con thì nó lại lớn lên ở đây thì cái văn hóa sinh hoạt nó lại khác với những người già, phải không? Thành ra ai thì thấy thiệt là phức tạp, chứ không phải là đơn giản. Đôi khi quý vị ở nhiều khi hội chợ Tết ở Toronto thì chúng tôi chỉ có thể tổ chức được một ngày thôi. Nhưng mà các anh em trong ban tổ chức nhiều khi phải làm việc là sau giờ làm việc hoặc là cuối tuần là làm bù đầu trong vòng 4 tháng trời. Bốn tháng trời để có một ngày. Nhưng mà phải nói ai thì thấy càng ngày á, thì chắc là mấy quý vị trong ban tổ chức càng kinh nghiệm, ai thì phải nói là không có thể, có thể nói là không có chỗ nào mà chê được. Những cái điểm nhỏ nhỏ thì mình không tính nha, mà phải nói nhìn chung á, là càng ngày á, để ai thì thấy rất là hiện đại, rất là hoàn hảo. Ví dụ như bên hội phụ nữ thì là cũng là một trong những cái tổ chức để mà đứng ra chánh chịu trách nhiệm chính về tổ chức lễ trung thu cho các em, cũng là một trong một cái hình thức rất là văn hóa, rất là dễ thương. Thì trung thu thì cũng mới vừa tuần vừa qua mà hình như là cũng sẽ có. Mình có VBS có chương trình hình như là cũng đã chiếu rồi đó chị. Thành ra trung thu á, mà anh đi thấy bây giờ hả, là con nít á mà nó nghe đi trung thu mà được phát bánh hả, bánh phát lồng đèn, thành ra nó mê vô cùng. Mà ở cộng đồng ở đây thì có tổ chức là thi làm lồng đèn. Thi làm lồng đèn rất là ở đây cái giấy rồi màu nhiều, mà thi làm lồng đèn chắc các em làm nhiều cái lồng đèn rất là đẹp hả. Mà chị biết không, khi trong cái thời gian trung thu, trung thu thì qua rồi, nhưng mà cái lúc đó thì Hùng muốn đi tìm một cái lồng đèn để mà tìm lại cái kỷ niệm thời tuổi thơ thôi, tìm không ra đó chị. Toàn là những cái lồng đèn bằng giấy hoặc là bằng nhựa thôi, của Trung Quốc không ạ, thành ra tìm không có ra. Cái tình trạng này ở Việt Nam là cũng bị cái đó. Thì tổ chức những cái lễ hội mà lớn như vậy là mình có phải mình tìm hiểu hay là học hỏi ở đâu, hay là mình có thể đi tới một cái trường nào để mình học, hay là mình hỏi ý kiến từ đâu? Ở các trường đại học đó thưa quý vị, và những cái community college hoặc là những cái lớp đêm của sở giáo dục các thành phố, họ đều có cái chương trình này. Quý vị có thể tìm hiểu, tiếng Anh là event planning. Event planning, thành ra quý vị có thể đến những các trường đại học, các trường community college mà lớp đêm đó, thường lớp ngày thì họ không có những cái chương trình này. Tại vì cái khóa này chắc ngắn rồi, này ngắn nhưng mà có cấp bằng từ certificate cho đến diploma. Diploma bên Canada, nhưng mà bên Mỹ thì là tương đương với là AA đó quý vị. Associate degree đó. Nhưng mà tại vì chương trình này có thể là vì ít học sinh hoặc là tìm những cái người mà dạy chưa ra, thành ra ở Canada thì chúng tôi thấy là chỉ có dạy ban đêm chứ không dạy ban ngày. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Mà nếu mà ai mà có cái bằng về cái này đó, không phải là chỉ phục vụ cộng đồng Việt Nam mình không, mà có thể là làm cho các công ty chuyên về tổ chức các hội nghị hội nghị lớn, hay là những chương trình những cái event lớn, những cái chương trình văn nghệ lớn, hoặc là làm cho các đảng chính trị. Các đảng chính trị thì họ rất là cần những cái người mà có bằng cấp này. Tại vì họ tổ chức rất là nhiều những cái buổi mà nói chuyện, những cái buổi mà trưng cầu dân ý hay là bầu cử. Thưa quý vị, chương trình Phong Cách và Đời Sống của chúng tôi xin chấm dứt nhưng nơi đây. Xin chúc quý vị có một ngày thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.